Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu phần khôi phục dữ liệu từ ổ cứng hoặc từ flash disk, USB, thẻ nhớ v.v. bị hỏng. Như phần trước thì tôi giới thiệu phần mềm để khôi phục dữ liệu dạng ảnh, clip. Phần này tôi sẽ giới thiệu phần mềm khôi phục tất cả các loại dữ liệu mà chúng ta thường dùng. Trước tiên các bạn mở trình duyệt. Trên thanh địa chỉ, các bạn vào trang web recuva.com. Các bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến piriform.com. Tại đây, các bạn nhấn download. Các bạn chỉ cần download phần Recuva Free. Các bạn có thể download từ file repo hoặc từ piriform.com. Sau khi download xong, các bạn chờ download xong thì khởi chạy bộ cài đặt. Các bạn tiến hành cài đặt. Chọn ngôn ngữ. Phần mềm này hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng do giao diện không quen dùng cho nên tôi sử dụng giao diện tiếng Anh. Các tùy chọn này các bạn có thể để hoặc bỏ đi, tùy theo các bạn. Các bạn có thể chọn Advanced. Tiếp theo các bạn nhấn Next, Install. Sau khi cài đặt xong, các bạn nhấn Finish và bắt đầu chạy phần mềm. Để không hiện wizard này lên nữa, các bạn đánh dấu vào Do Not Show, nhấn Next. Sau đó, các bạn chọn kiểu file mà mình cần khôi phục lại. Còn nếu các bạn không rõ file của mình kiểu gì, các bạn có thể đánh dấu vào Old File. Tiếp theo các bạn nhấn Next. Tiếp theo các bạn có thể chọn nơi lưu file hay là nơi mà chúng ta cần khôi phục dữ liệu. Các bạn chọn In a Specific Location. Sau đó chọn ổ. Các bạn nhấn OK. Sau đó các bạn nhấn Next. Các bạn có thể đánh dấu vào Enable Disk Scan. Với Enable Disk Scan này, phần mềm có thể phát hiện ra những file đã bị xóa, thậm chí sau khi ổ cứng đã bị format. Tuy nhiên, không phải là toàn bộ sẽ có file cứu được, file không. Tiếp theo chúng ta nhấn Start. Tại đây, phần mềm sẽ tìm ra những file có thể khôi phục được. Các bạn cần khôi phục file nào thì đánh dấu vào file đó, hoặc có thể chọn tất. Sau đó các bạn nhấn Recover. Tiếp theo các bạn chọn nơi sẽ lưu các file được khôi phục lại. Sau khi chọn xong nơi lưu file, các bạn nhấn OK. Đây là kết quả. Tổng số 7 file được khôi phục lại. Khôi phục hoàn toàn 7 file hoặc khôi phục từng phần 0 file. Các bạn nhấn OK. Giờ các bạn đã có thể tắt phần mềm và xem những file đã được khôi phục. Như các bạn thấy, sử dụng phần mềm khôi phục ảnh trong video hướng dẫn trước của tôi, ảnh được khôi phục lại nhưng không khôi phục được tên file. Nhưng với phần mềm Recuva này, chúng ta khôi phục được cả tên file. Rất tiện phải không ạ? Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn